Đây là thời điểm cảnh sát dùng xe khách dừng nằm và xe đầu kéo chốt chặn và bắt giữ một nghi phạm liều lĩnh trên quốc lộ 1, đoạn ngã tư Đồng Tâm, thuộc địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào ngày 26 tháng 5 năm 2023. Cảnh sát thậm chí đã phải rút súng khi bắt giữ nghi phạm trong xe. Chiều ngày 27 tháng 5, thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày 26 tháng 5 phòng nhận được tin có một tài xế chạy ô tô 7 chỗ chở đồng bọn đi trộm xe máy ở Cần Thơ đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Mỹ Thuận về thành phố Hồ Chí Minh. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang đã cử lực lượng đón lõng chốt chặn. Khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô 7 chỗ xuất hiện nên ra hiệu chặn dừng phương tiện. Tuy nhiên tài xế xe không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, ngay lập tức tổ công tác đã truy đuổi, đồng thời huy động xe đầu kéo và xe khách dừng nằm chốt chặn phương tiện ở ngã tư Đồng Tâm. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã điều tiết xe máy ra khỏi khu vực. Khi phát hiện bị chốt chặn, tài xế xe 7 chỗ đã cho xe lao vào khe hở giữa xe đầu kéo và xe khách dừng nằm. Tuy nhiên, xe 7 chỗ đã bị kẹt giữa hai xe hư hỏng nặng và tài xế bị cảnh sát bắt gọn. Kiểm tra trên xe 7 chỗ, cảnh sát phát hiện một khẩu súng loại rulo. Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Võ Hồng Phong, 37 tuổi, ở huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Bước đầu tài xế Phong khai nhận đã thuê ô tô tự lái chở đồng bọn từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây để trộm xe máy. Người đi cùng tài xế Phong đã chạy thoát và đang bị truy bắt.